sống, đau dây thần kinh viêm dạ dày. Hả? Bác sĩ không chẩn đoán được, bác sĩ cho về. Tại sao mình không đi về, mình ở đây sao mình biết được mình trị? Tại vì ở bên kia nói là chuyển qua đây sẽ sao em nói bác sĩ cho về? Thì bác sĩ cho về mà tại vì em không có tiền mà chụp ít quang dây á, là đem xuống. Chưa đánh là dẹp này. Đây là em mới xuống rồi. Người ta kêu em đi chạy điện, chạy hai cái đầu gối rồi. Lại đó rồi, lại đi ngồi đi nói chuyện sao. Rồi em thấy cái đầu gối này nó quá nổi. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp á cô bác quý anh chị. Trong những ngày qua thì khi mà Bùi Hồ hỗ trợ về cái hoàn cảnh của ốm nhất các nhà đó, thì nghe nói rằng cái cuộc sống Thành hiện nay cũng em Thành, hai vợ chồng mà sống ở dưới gầm cầu cũng khá là khó khăn. Và sau khi điều trị chuyển tuyến thì Thành đang có mặt tại bệnh viện phục hồi chức năng của tỉnh á. Thành thì đang nằm ở trong cái bệnh viện này nè. Còn Bùi Hồ có hẹn với vợ của Thành để ra đây để cho tiện cái việc mà quay phim ghi hình và căn bệnh tình của Thành như thế nào và phương hướng điều trị sắp tới thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý chị biết luôn, cũng như là thay mặt cho chị Tiên giám sát cái tình hình của em hiện nay bệnh tình chuyển biến như thế nào. Tại lúc trước thì Bùi Hồ cũng có hứa rằng là sau khi hoàn thành xong cái ngôi nhà của Út Nhất á, thì Bùi Hồ sẽ tiến hành đưa Thành đi bệnh viện. Tuy nhiên Thành nói là chịu không nổi thì đã nhập viện vô đây rồi nè. Bây giờ đợi cho Nhung là vợ của Thành để ra đây gặp với Bùi Hồ ha. Bây giờ Thành thì cũng đang đi ra nè cô bác anh chị. Chuyển tiếng này là tiếng thứ hai đúng không Thành? Dạ. Chuyển tiếng này tiếng thứ hai đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi hai vợ chồng lại đó ngồi uống cà phê đi. Mới xuống rồi người ta kêu em đi chạy điện, chạy hai cái đầu gối rồi. Lại đó rồi, lại đi ngồi đi nói chuyện sao. Rồi em thấy cái đầu gối này nó quá nổi, ngủ qua đêm nó mỏi quá rồi em sợ tới 3 giờ mấy sáng rồi em nghỉ, em ngủ tới đó là em thức luôn, không có đi làm gì nữa. Đi vòng vòng em ngồi kế vợ mình đi, em ngồi kế vợ mình. Rồi xích lại. Rồi. Rồi chào hai vợ chồng ha. Để tí xíu nó kêu nước uống sao. Rồi hổm gà nằm viện mấy ngày rồi? Dạ thì em nằm bên phụ viện 5 ngày. Rồi người ta chụp CT, chụp X quang gì em không biết. Mà coi bệnh của em là chưa có thấy cái gì hết. Rồi người ta chuyển cho em qua phục hồi chức năng bên đây. Rồi ngày hôm qua thì vô trễ, rồi sáng người ta chuyển hồ sơ lên đầu kêu em đi chạy điện hai cái đầu gối này. Thì dưới cái gì mà nóng ở dưới cái lưng á. Rồi em thấy tối ngủ không được, rồi nó bể quải hai cái đầu gối như là nó bị mỏi hai cái đầu gối. Mình đi gan là mình đi đâu nhiều lắm. Rồi tới giờ 3 giờ mấy là em thức, rồi em đâu ngủ được. Rồi con gửi cho ai? Dạ, gửi cho ngoại. Bà ngoại thì bà cũng không chịu giữ nữa. Bây giờ bà nói giữ dây một phút thôi chứ bà không có chịu giữ luôn á. Giờ em tính là nó về rước nó rồi nói với bác sĩ ở đây cho đem con xuống không? Rồi, hổm gà hai vợ chồng là đi bệnh viện còn nhiêu? Dạ, em đi được có, em còn có mấy chục ngàn nữa. Chuyển tuyến từ bên kia qua bên đây là hết bao nhiêu tiền? Dạ vô thì em chưa có đóng tiền viện phí gì hết. Chỉ ở bên Đồng Tháp, ở bên Cao Lãnh kìa. Dạ ở bên Cao Lãnh thì chưa có đóng gì chứ. Rồi lấy chuyển qua đây luôn. Em dạ. Vô nằm viện giường bệnh rồi không có viện phí, người ta chuyển qua rồi tiền đâu? Thì em có cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm mà em mua bảo hiểm người ta sẽ cấp em trên xã, rồi em
phí tạm đó. À. Rồi người ta thấy giờ đưa qua cần hỏi cái này rồi cũng qua đây rồi. Rồi em ở dưới thì bển thì ăn cơm. Rồi thuốc. Dạ. Thuốc thì thuốc người ta cho uống ngày 3 tử. Rồi hình ảnh đâu, hình ảnh chụp X quang đâu? Không có. Hình ảnh chụp X quang bác sĩ giữ. Bác sĩ bên kia nó giữ. Nó không có cho đem về. Rồi bây giờ hổng ngày là hai vợ chồng đi nhập viện là bao nhiêu tiền? Dạ chưa có đóng tiền viện phí gì qua tới đây. Nhưng để ở đây đã thu viện phí nè. Mà em có bảo hiểm. Có bảo hiểm nhưng mà mình phải tính theo phần trăm chứ đâu phải là tính ví dụ 80% còn 20% mình phải trả chứ. Không, nó cũng không kêu em đóng cái gì. Rồi em chuyển qua đây nữa. À. Tại vì kêu em đi ảo bản á là kêu nhưng em... mà hồ sơ bệnh án bên kia chuyển qua bên đây thì phải có hình ảnh X quang rồi chứ. Dạ không, nó chỉ là cộng đó không à. Em cứ nghe đi, em cứ nghe cái đi rồi nói người ta nói như em đang quay. Ờ em nói lại giùm anh cái đó với. Dạ. Là ở đây trong bệnh án của Thành á, cô bác của anh chị thì bác sĩ chẩn đoán là chấn thương cột sống, đau dây thần kinh và viêm dây thần kinh. Dạ. Không đặc hiệu. Ừ, nhưng mà chụp hình cột sống thì bác sĩ nói cột sống không có gì. Dạ không có gì chứ, bình thường. Không có gì mà sao chấn thương cột sống là sao ta, anh không hiểu. Em cũng không biết nữa thì đỡ trong đó làm sao rồi nó chỉ em đi vậy thôi chứ em. Nhưng mà hiện nay trong cái sức khỏe, trong cái cơ thể của em như thế nào? Thì qua đây thì mới có trị được hai môn đó mà em cũng nói bác sĩ là cái giò em rút không có được. Rút vô co lại không được rồi đâu có tập ba cái dụng cụ ở dưới này. Ừ. Rồi người ta mới kêu là khoan hả là đi chạy điện nữa, ngưng cái chỗ đó lại. Rồi để chiều là kiếm cái bác sĩ vào cái môn khác làm nữa. Bây giờ qua đây là chỉ trị liệu thôi. Dạ. Đúng không? Dạ, trị liệu. Nhưng mà không biết là chấn thương cột sống mà không biết chỗ nào rồi trị liệu sao. Em cũng không biết thì nó chuyển em qua đây là nó không có đưa cái bọc, đưa cái chụp X quang đó qua đây luôn. Là chỉ là chuyển em đi thôi. Hai vợ chồng khi nhập viện có được bao nhiêu tiền Nhung? Tiền đi chân đi là nhờ ta chở đi giùm không có thấy tiền. Ừ. Nhưng mà hai vợ chồng anh hỏi là hai vợ chồng đi nhập viện cho hai vợ chồng là còn bao nhiêu tiền? Còn có trăm mấy. Trăm mấy? Dạ. Lúc đi nhập viện là trăm mấy chục ngàn. Dạ. Ở nhập viện ở đâu? Nhập viện ở dưới Cao Lãnh rồi mua đồ ăn uống. Lần đầu tiên vô nhập viện là ở đâu? Ở bệnh viện Cao Lãnh. Ừ. Ở Hậu Mỹ chứ. Chứ không phải ở Thanh Bình hả? Nhập viện ở Cao Lãnh là 100 mấy chục ngàn. Dạ. Khi em nhập viện, bệnh viện có yêu cầu em là đóng viện phí không? Dạ không, không có đóng gì hết trơn. Rồi nó nói chừng nào mà ra viện thì mới đóng. Mà này... Chuyển qua bên đây là qua bệnh viện bên đây rồi bên kia không đóng viện phí là sao, anh không hiểu ta? Em cũng không biết thì... Thẻ bảo hiểm đâu? Thẻ bảo hiểm thì người ta giữ rồi. Rồi còn trăm mấy là hổm ngày hai vợ chồng ăn uống thì sao? Thì em cũng hai chồng ăn cơm từ thiện. Rồi nước uống rồi nãy kia. Uống thì mình cũng mua lấy ở trong cũng lấy rồi mà mình mua mua thao đồ giặt đồ rồi mua thao biết bác sĩ kêu thao bọng này kia là hết nhiêu thì cái 40 ngàn. Còn cái căn 30 ngàn. Còn hai cái căn nhỏ có mấy ngàn. Mấy ngàn? Dạ. Mấy ngàn? Em cũng không nhớ nữa. Bác sĩ không có biết là mình chỉ nói là chấn thương cột sống vậy thôi. Vì sao mình không xin về mà mình phải chuyển qua bên đây? Tại vì người ta, người ta cho về đó mà anh không chịu về. Anh nói gắng điều trị hết cái giò của anh. Đừng anh đi đứng được, anh mặn cái này mặn kia. Định... Tại vì ai cũng... có cái bà cô kia thì bà nói là chị đi qua bên ông bác sĩ ở bệnh viện bên kia cho về. Dạ. Thành tự xin qua đây. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành tự xin qua đây thì em xin qua đây ai chuyển em qua đây? Dạ cũng bác sĩ, cũng chuyển. Bác sĩ chuyển. Rồi tiền chuyển là bao nhiêu tiền? Chuyển thì em không có trả mà bác sĩ trả giùm em. Bác sĩ trả giùm, bác sĩ cho 200 ngàn. Bác sĩ cho hả? Dạ.
Hiện nay thì đây là một cái phiếu khám bệnh nè. Đi với 100 mấy chục ngàn thì bệnh viện phải thu lại cái tiền phiếu này nè. Ở tiền sổ khám bệnh này cũng phải thu lại. Thì với 100 mấy chục ngàn sao sống? Không biết thì có gì em cũng nói lên thì em nói giờ em cũng khổ. Và giờ em không có tiền. Chứ giờ em cũng đâu có biết nói gì. Anh thì trong thời gian đó anh cũng đã hỗ trợ gia đình của Út Nhất cho em có soi xem clip được. Thì em cũng có điện cho anh nói không qua em nữa. Thì anh nói anh sẽ qua hỗ trợ em. Tuy nhiên thời gian vừa qua thì đây là cái chuyện tiền bạc vợ chồng em sinh hoạt, anh không có muốn xen vào. Và đặc biệt là cuộc sống hai vợ chồng sau khi được giúp đỡ cũng phải cố lên gắn lên. Trong cái hồ sơ bệnh án này thì chỉ có bao nhiêu đây thôi. Thì anh lại không gặp được những cái thước phim. Tại vì phim đó người ta sẽ không giữ làm gì. Khi người ta trả về á, trả em và cho em xuất viện, thì thước phim khi mà em chụp hình á thì người ta bác sĩ không có giữ để làm gì. Em cũng không biết thì chuyển em cầm cái gì thôi chứ em cũng... Chỉ là nó đưa cái giấy chuyển đi xuống. Rồi hôm trước anh nghe em nói là chuẩn bị chụp hình để mổ. Dạ thì em có nghe bác sĩ trong đó nói chứ em cũng chưa biết là... Mà bác sĩ tại sao nói ngưng mổ là sao? Là chụp ra là chưa có kết quả là nó bị cái gì trong đó. Chưa thấy gì. Rồi cái bác sĩ nói giờ có điều kiện không cho về là 3 ngày là phải ghé ngay chỗ tâm trí tình em trai. Là đem xuống chỗ đó nằm nữa. Là đưa cho ổng coi. Rồi nếu mà có gì thì... Ủa tại sao ở bệnh viện tỉnh mà chụp không được là sao? Em cũng không biết nữa, lý do em cũng không biết nữa. Nhưng mà em xuống đây có được chụp hình là một lần nào không? Dạ có. Chụp ở bên Cầu Lãnh. Chụp ở Cao Lãnh rồi sao bác sĩ trả về mà bệnh viện lại không có đưa cái phiếu thước phim cho mình ta? Dạ em cũng không biết luôn. Ở đây là sổ bảo hiểm y tế, đơn thuốc. Ở đây bác sĩ cho uống thuốc cái rất là đơn giản, chỉ cái uống này đơn thuốc là ở trong bệnh đó, chứ hồi đó là đi lãnh đi khám bệnh rồi đơn thuốc này ở thăm bệnh đó. Cái sổ này thăm bệnh. Bệnh viện đa khoa này Đồng Tháp, đâu phải Thanh Bình đâu. Cái này là ở Cao Lãnh mà. Cái này ở Cao Lãnh mà. Đơn cái thuốc thì bác sĩ chỉ cho kê đơn uống một cái viên thuốc rất là đơn giản. Đơn thuốc này là... Đó là paracetamol, thuốc giảm đau. Dạ đúng rồi. Mới à chỉ đầu... hai lần một viên thuốc này ở ngoài mua vẫn có. Dạ. Thì anh hơi mập mờ nha. Dạ. Cái này là bác sĩ không chỉ cho uống thuốc giảm đau thôi, còn bác sĩ chỉ chẩn đoán là chấn thương cột sống, viêm dây thần kinh đó. Thì không biết là cái này là như thế nào, anh không hiểu nè. Tại vì có một số thông tin đó cô bác quý anh chị nên Bùi Hồ không có đưa lên được. Chị đây, đây là chấn thương cột sống, đau dây thần kinh, viêm dạ dày đó. Bác sĩ không chẩn đoán được, bác sĩ cho về. Tại sao mình không đi về, mình ở đây sao mình biết được mình trị? Tại vì ở bên kia nói là chuyển qua đây sẽ sao bác sĩ, sao em nói bác sĩ cho về? Thì bác sĩ cho về mà tại vì em không có tiền mà chụp X quang anh trai á, là đem xuống. Từ ngày anh gặp em đến bây giờ bao nhiêu hơn tháng đúng không? Dạ. Từ nhà hơn tháng rồi. Dạ. Đúng không? Và hơn tháng thì công việc của anh cũng khá lu bu, hôm nay anh quay trở lại hai vợ chồng. Thì nghe nói nhập viện thì cũng khá là lo. Dạ. Nhưng mà để chẩn đoán thì bác sĩ chẩn đoán không ra bệnh. Dạ. Thì hôm nay anh tìm đến đây gặp em cũng như là thay mặt cho chị Tiên. Dạ. Để tìm hiểu về cái tình hình hiện tại của hai vợ chồng. Dạ. Thì anh sẽ hỏi ý kiến của chị Tiên về cái vấn đề này. Tại vì chị Tiên cũng có, anh với chị Tiên có trao đổi qua về cái vấn đề của em. Dạ. Ha. Rồi bác sĩ nếu như mà chưa chẩn đoán ra bệnh thì anh nghĩ là mình về nhà mình nên tự tập vật lý trị liệu. Dạ. Ví dụ như mình đi đứng nè, nhẹ nhẹ nè, mình lần đi nè đó. Hoặc là mình xoa dầu, hay là em Nhung á chịu khó bóp chân cho anh. Còn mình ở đây hai vợ chồng đang rất là khổ mà không có tiền, lại nằm đây tốn tiền bệnh viện, con không ai giữ nữa đó. Thì điều đó là một điều khá là khó khăn. Anh nói Thành hiểu không? Hiểu không? Dạ, rồi bây giờ như thế này,
Anh chỉ muốn biết rằng là trong thời gian qua thì Thành đi bán được bao nhiêu ngày ta? Đợt đó là em bán đâu 5 ngày. 5 ngày. Dạ, rồi em đi khám bệnh á, là ở Thăng Bình. Là siêu âm ra là em bị thành ứ nước. Đó, rồi em nghỉ rồi em đi khám, rồi đi đánh thuốc vũ. Rồi thấy cái lưng nó đau nhức lại. Rồi em mới nói đi xuống đây chụp cái nữa coi sao. Rồi người ta nói thôi giờ đi xuống đây nằm viện luôn. Đó, rồi em mới nói giờ em không có giấy chịu phải đóng tiền. Đó, rồi hai chồng đóng đâu hình như trước đi khám là đóng hết 400 mấy 500 vậy. Đó, rồi em mới nói giờ thôi, mình nói với bác sĩ nói giờ em không có tiền bệnh hết trơn á, xuống đây đóng rồi ở bệnh viện ngày sau. Ý là em đưa cái bảo hiểm phí tật luôn. Rồi em mới nói, rồi bà chị mới nói giờ nếu mà không có điều trị á, chạy về tỉnh trên trời thôi mà ra bệnh viện Thăng Bình xin giấy giới thiệu chuyển xuống đây, rồi người ta mới ra làm hồ sơ nhập viện. Nằm viện có tốn tiền không? Nằm viện ở Thăng Bình đó. Ông là làm giấy giấy giới thiệu quá. Bây giờ anh hỏi Thành là nằm viện có tốn tiền không? Dạ không, từ cấp nằm về bệnh viện Thăng Bình là không tốn tiền đúng không? Xuống đây cũng không tốn tiền. Đúng rồi. Nằm bệnh viện ở Thăng Bình không tốn tiền, đa số là ăn cơm từ thiện hết, đúng không? Dạ. Nhung? Con thì gửi cho bà ngoại nuôi hả? Dạ. Bà ngoại đó, bà ngoại thì sao? Dạ, bà gì? Bà gì ha? Dạ. À, lúc giờ bà cũng không chịu giữ nữa, giờ bà kêu giờ bà giữ dây giữ ngày. Không, bây giờ gỡ bà gì được rồi, anh không cần nói nhiều thêm nữa. Bây giờ như thế này, lúc mà cách đây hơn một tháng, phải nói là hơn một tháng thì anh có hỗ trợ cho gia đình mình, thì lúc đó hai vợ chồng nói cũng anh cũng khá là mừng, thấy cũng khá là ổn, là hai vợ chồng sau khi hỗ trợ được mua tivi với lại tủ lạnh á, thì còn lại được gần 9 triệu đúng không? Thì gần 9 triệu thì đây là cái số tiền của tất cả các mạnh quân cũng như các bạn kia hỗ trợ gia đình mình, thì anh nghĩ là sẽ làm vốn được, buôn bán được. Thì trong thời gian qua thì mình cũng chưa mua gì phát sinh, thì anh muốn hỏi nha, đây là mạnh thường quân cũng muốn anh muốn hỏi là trong thời gian vừa qua thì mình chi tiêu vào cái sinh hoạt gì mà nó sao mà nó tiêu hao dữ vậy? Thì nội mua đồ cho tã sữa đồ cho bé, rồi cái quay ngang con em nó bệnh nữa, cái đi mua thuốc rồi trị bệnh cho nó. Trị bệnh ở đâu? Ở bệnh viện Thăng Bình á. Khám bệnh rồi mua thuốc cho uống. Nhiều không? Cũng bé có bảo hiểm thì cũng có tiền, còn là cái mua ra ngoài, người ta đưa to ra ngoài mua 10 ngàn 20 mua thuốc uống. Có nghĩa là một ngày hai vợ chồng chi tiêu hơn gần 300 ngàn. Dạ. Gần 300 ngàn mỗi một ngày như vậy. Dạ. Rồi Thành bán với số không được rồi sao Nhung không chịu đi bán? Dạ, đi bán thì tại nhỏ nó đòi đi theo nữa, rồi nắng thì đâu có cho đi theo đâu. Chị Tiên nói là có cần đi bán không, chị mua xe đẩy cho trùm bé là đi bán. Nắng quá anh không chịu. Ai? Chồng em không có cho đi. Không cho em đi. Không có cho bé đi theo, quá nắng đâu có cho đi theo đâu, còn em thì đi được. Em đi bán thì mình được. Thì mình bán buổi sáng thôi. Thì mình bán khoảng từ tới 10 giờ thôi. Tới 8 giờ là mình nghỉ được rồi. Là coi như là tiền đó là mình sử dụng hết luôn rồi. Đúng không? Rồi đóng tiền nước, tiền điện. Tiền nước, tiền điện hết nhiêu? Dạ, tiền điện á là 100 mấy, rồi còn tiền nước tới 300 mấy. Em không biết lý do mà sao mà nước nó lên ghê, em sợ luôn. Rồi em thấy vậy rồi em bệnh rồi thôi, đi xuống đây nhập viện này kia rồi em không biết tháng này. Bây giờ anh có một cái như thế này. Dạ. Anh chia sẻ đoạn clip này ra thì có thể là mọi người sẽ không hiểu về anh, về cuộc sống của hai vợ chồng em. Thì anh chia sẻ để cho chị Tiên, những mạnh thường quân đã từng giúp đỡ em, để người ta có một cái nhìn tổng thể hơn.
là hiện bây giờ bệnh tình của em á là vẫn chưa khám ra bệnh là bệnh gì. Bác sĩ chỉ chẩn đoán là bờ chấn thương cột sống, viêm dây thần kinh. Đó, chỉ cho uống một viên thuốc mà không cho uống gì nữa, đó là paracetamol, thuốc giảm đau. Đúng. Mà uống thuốc giảm đau thì nó có tác dụng rất là phụ rất là nhiều. Dạ. Đó. Cái thứ hai là trong thời gian vừa qua thì anh cũng có gặp đạt không xuống hỗ trợ. Dạ. Ừ. Thì anh đạt cũng hỗ trợ được 2 phần quà. Ừ. Được 2 phần quà hiện giờ. Dạ. Ừ. Thì với lại là anh nghĩ rằng là trong thời gian 9 triệu thì 2 vợ chồng xoay sở nó cũng đỡ rồi, thì trong vòng 1 tháng anh quay trở lại thì 2 vợ chồng buôn bán thì nó cũng đủ rồi. Nhưng mà tự nhiên cái mình không biết là trong cái hoàn cảnh của mình á thì nó phát sinh bệnh hoạn như thế nào, thì anh cũng không ganh nóng gành, anh chỉ nghe là kể của hai em thôi và anh biết được như vậy. Và những ngày qua thì sống ở bệnh viện như thế này thì không có tốn chi phí nào cả, đúng không? Từ việc mà ăn uống cho đến uống nước rồi là ở trong bệnh viện lo hết, viện phí bệnh viện cũng lo luôn ha. Thì hôm nay anh đến thăm 2 vợ chồng như vậy, gặp Thành đi cũng được nè, Nhung thì cũng ổn định. Thì anh có lời khuyên như thế này, nếu như mà bác sĩ chưa chẩn đoán chưa ra bệnh đó, mình ở nằm ở đây thì cũng không giải quyết được cái vấn đề gì hết. Thì 2 vợ chồng có thể là về hay như thế nào, và anh sẽ đăng cái đoạn clip này lên để cho chị Tiên có thể nắm được cái tình hình luôn. Để mà chị có thể, anh là người kết nối hỗ trợ thôi chứ anh không có giúp được gì cho các em. Thì chị sẽ như thế nào đó thì anh sẽ làm với cho chị, em anh sẽ phối hợp với chị cùng như vậy. Và cũng mong rằng 2 vợ chồng cố gắng vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này ha. Thì bây giờ anh bệnh án của em á thì anh không gặp thước phim nè, anh cũng không gặp thước phim chụp hình đó. Trong khi bệnh viện bên kia trả qua anh không gặp thước phim nào hết á. Bệnh viện trả qua phải đưa thước phim bên đây người ta nắm mới được. Trong khi em đòi đi về thì bệnh viện phải trả tiền thước phim chụp hình đồ này kia lại. Thì anh cũng không nắm được nên anh cũng sẽ không có biết là như thế nào ha. Thì bây giờ cái chuyện bệnh hoạn này thì tạm thời anh thông báo với quý mạnh thường quân là như vậy. Anh vẫn chưa nắm được cái bệnh, cái thước phim của em chụp hình. Và cuộc sống của 2 vợ chồng điểm hiện tại thì coi như là không còn tiền nữa. Mà như vậy đó. Thì anh sẽ có hướng điều trị và hướng hỗ trợ cho em như thế nào á thì anh sẽ thông báo cho em sau ha, đồng ý không? Rồi bây giờ 2 vợ chồng có muốn nói lời nào không? Dạ cũng cảm ơn chị Tiên bên Mỹ có qua đường clip này thì có đồng cảm thương giúp em qua cơn bệnh này. Em xin lời cảm ơn. Còn Nhung có muốn nói lời nào không? Dạ, em cũng cảm ơn chị Liên Đặng bên Mỹ đã giúp đỡ cho 2 vợ chồng. Bây giờ sao 2 vợ chồng tính thời gian tới như thế nào? Dạ, thì cũng đợi bác sĩ là chiều nay đưa giấy là phải đi tầm 1 là 2 là phải kéo xương sống ra. Kéo xương sống ra ha? Dạ. Kéo xương sống ra phải tốn tiền? Có cái máy nó kéo cho mình luôn. Vậy ha. Có thể là nó bị đôn xương sống thôi cũng không chừng. Dạ. Thì... nhưng mà đôn xương sống là chụp hình vẫn thấy nha. Dạ. Thì cái nhưng mà chụp hình ít quang là chụp hình không thấy hả? Thì bác sĩ nó nói là chẩn đoán là không có thấy gì hết. Vậy hả? Rồi em mới hỏi tại sao không thấy mà cái giò em co vô co ra không được. À. Mà em đứng ngồi cũng không được, ngồi trên xe lăn thì phải nằm dài xuống. À. Rồi bác sĩ mới nói thôi giờ ấy anh chuyển cho em qua bên tập trị liệu đây. À. Rồi nếu mà tiến triển là qua bển á là bác sĩ sẽ chẩn đoán là kéo xương sống cho em ra. Rồi nếu mà cơ cấp này kia như là cơ của mình á được cử động này kia là thông đường máu là mình sẽ tập cử động ở dưới đồ gạch dưới này. Bác sĩ cũng nói là giấc sáng công vậy. Nói ở đây phải điều trị chứ không phải là 1-2 bữa làm cái một mà làm phải làm từ từ. Tại vì ở đây á, là bác sĩ nói là ở đây đúng 21 ngày. 21 ngày rồi còn ai nuôi? Rồi cho em về 5 ngày.
rồi 5 ngày trở xuống là phải có người thân đi theo bằng làm giấy, rồi á là người thân muốn về về muốn bỏ bệnh nhân ở đây thì cũng được. Tại vì em tính là 21 ngày đó em tính về, rồi 5 ngày đó là em mới gỡ và đưa cho mẹ nó ở với con rồi cho nó ở cảnh luôn, em lại xuống dưới đây nè. Hai vợ chồng là đi xuống đây bằng gì? Dạ cũng nhờ anh em cũng chơi sửa xe này kia rồi anh chở xuống mình, như là anh thợ sửa xe. Tại trước á là em anh có mua cho em một cái tivi là tại lý do là nó không có kết nối được, từ mà anh đi về kết nối không được. Rồi em mới có đi ra ngoài ngoài bưu điện á, là em có kêu người vô kéo cái cục em là đóng tiền là 1,5 triệu. Còn cái vô mạng á là 200-300 gì đó em cũng không nhớ. Thì bây giờ hai vợ chồng anh có nói với hai vợ chồng á là vô mạng á là hai vợ chồng khỏi sử dụng lại cái tiền 4G. Dạ. Đúng không? Dạ. Hai sẽ khỏe hơn cái tiền 4G. Dạ đúng rồi. Mà đúng đóng cái đầu thu vô tới 1,5 triệu đó hả? Đầu mình đi vô là mình gáp á. Gáp cái cục wifi vô là 1,5 triệu. Cái đường dây 1,5 triệu hả? Dạ. Mạng nào? Mạng gì có ngay chỗ lò bánh mì học. Tiệt theo hay sao? Ngay chỗ cái bánh lò bánh mì. À, là bây giờ có cái tivi làm gánh nặng cho gia đình em đúng không? Thì ra không, tại vì không có mạng coi á, rồi không phải kéo cái wifi đó vậy đặng cho bé nó ngồi coi. Nếu như mà ngồi coi thì cái điện thoại phát lên tivi coi vẫn được. Dạ. Nếu như mà không có wifi, cái điện thoại 4G phát lên tivi coi vẫn được nha. Em đâu biết hết. Em không rảnh đó, rồi em mới kéo cái cục wifi về đó, rồi ba mới chỉ em cái đầu mót bấm rồi. Mới biết được. Hôm trước xong hỏi anh để kết nối cái 4G phát lên, thì anh có nói với em là nếu như mà không ấy thì lấy cái 4G phát lên. Em có nói em cấp mà anh về rồi em vậy, em nói là kết anh bộ cái tivi nó kết nối không có được. Rồi quay ngang thì anh nói là thì em ra em hỏi điện máy xanh vẫn được. Bây giờ có nghĩa là bây giờ là vô wifi rồi đúng không? Rồi, rồi dữ liệu di động rồi sử dụng thêm. Rồi bây giờ sao? Có muốn nói gì nữa không? Thôi thì bây giờ cũng trưa, hai vợ chồng cũng vô đi để mình nãy anh xin cũng ít phút để cho em ra đây. Thì bây giờ trước tiên á là anh sẽ chia sẻ những đoạn clip về cuộc trò chuyện của mấy anh em mình ngay tại chỗ này để cho mọi người có thể biết hơn, để rồi chị Tiên có thể nắm được để mình có cái hướng giải quyết. Và anh chỉ là người kết nối hỗ trợ với hai vợ chồng thôi. Còn bệnh tình của em á thì khi mà mình có kết quả điều có kết quả thì bác sĩ mới đưa ra phương pháp điều trị. Ví dụ như em chấn thương hay như thế nào á, còn chứ em điều trị theo cái kiểu mập mờ thì nó sẽ không bao giờ hết bệnh. Thì anh khuyên em như vậy ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ chào hai vợ chồng rồi anh về, rồi anh sẽ ngày mai anh sẽ đăng cái đoạn clip này lên, thì hai vợ chồng cứ xem, rồi anh sẽ chắc có Mạnh Thường Quân cũng sẽ xem và để mà có cách mà để giải quyết được vấn đề này ha. Rồi thật ra đây thời gian vừa qua anh tưởng đâu là anh tính qua anh có công việc ở bên Úc Nhất nó cũng gói nùi hết, nên thành thử là cũng lâu trở lại thăm hai vợ chồng. Thưa với cô bác quý anh chị á, thì hôm nay á thì Thành cũng quyết định là xuất viện để mà đi chụp MRI, và không biết thì thời gian bây giờ thì cũng đã gần 4 giờ rồi, thì qua bệnh viện kia thì chụp MRI cũng khá là lâu, nên thành thử là
hai vợ chồng quyết định về luôn hay sao, rồi bữa nào xuống chụp sao? Dạ cũng được ha. Dạ. Rồi khi anh đi Sài Gòn xong rồi xuống chụp sao? Dạ dạ. Còn bây giờ thì hai vợ chồng đi về. Dạ. Được không? Dạ. À vậy là tại vì ngày hôm nay tính làm xuất viện buổi chiều cho nó kịp. Ở qua đây đi, qua đây. Nhưng mà không có kịp rồi, nên là nữa là cho hai vợ chồng về ở đây điều trị mà nó không có đẩy vô trong được không? Đẩy vô trong. À, rồi em đẩy không, em đẩy xích đây đi. Rồi rồi. Bùi Hồ đợi để mà đưa cho Thành về lại Thanh Bình luôn. Rồi sau đó là sẽ chụp em gai vào những ngày khác, chứ bây giờ chụp thì có kết quả xong cũng khá là lu bu. Rồi bây giờ sao? Vậy là quyết định là về luôn nha. Dạ dạ. Về luôn rồi sau đó ở vài ngày, anh đi Sài Gòn về anh sẽ chở em xuống. Dạ. Tranh thủ công việc xong anh sẽ chở em xuống chụp hình cái. Dạ. Được không? Dạ được. Ừ. Rồi bây giờ về. Dạ. Tại vì Bùi Hồ cũng được gán đợi về luôn chứ làm giấy tờ cũng lâu á. Dạ. Để cho vợ em lấy cái dạ em ngồi ở dưới đó chung em được không? Dạ được. Vậy ha. Dạ. Bác sĩ nói sao? Dạ em cũng không biết nữa, đợi giấy đi ra. Có tốn tiền không? Dạ không. Không có tốn tiền luôn hả? Dạ. Tại vì em có bảo hiểm kỹ thuật. Bảo hiểm đó là trên xã trợ cấp cho em. Bảo hiểm của người khuyết tật đúng không? Dạ. Từ chuyển bệnh về đây rồi chuyển về đây nằm đây là không tốn tiền. Gì hả? Dạ. Chỉ là mình có tiền mua đồ lặt vặt với tiền ăn thôi. À. Chứ cái thứ hai thì em bây giờ thì em cũng xin cơm từ thiện nha. Ừ. Tại ngày mai này anh phải lên Sài Gòn. Dạ. Thì trước tiên là về đó, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi anh. Dạ. Xong rồi anh sẽ chở em đi ha. Dạ. À. Rồi anh gửi em, cắt đi. Rồi đợi vợ em ra nữa thì đi về ha. Dạ dạ. Chứ em cũng nhớ con lắm anh. Vậy hả? Dạ. Ừ. Em nằm dưới đây em cũng nhớ mà con cái giờ bà gì cũng không có cho gỡ được. Ừ. Phải giữ. Không gỡ được thì mình ở đây cũng đâu có điều trị giải quyết được gì đâu. Rồi em ảnh tính liệu về chợ cho vợ em về chợ ảnh đang chuyển ẩm bé xuống luôn. Còn nếu mà bác sĩ không cho thì mình tính tiếp. Ừ. Rồi. Nhưng mà đợi anh cho em đi chụp hình cái đi rồi tính. Dạ, tiếp. Dạ. Ừ. Vậy ha. Vô. Ừ. Đẩy xuống, đẩy mạnh vô. Em đẩy mạnh vô đi không sao á. Rồi vô ngồi chung với chồng đi. Và bây giờ thì Thành cũng phải vô nhà để mà một vài ngày tới đây. Em có thể Bùi Hồ có thể chở cho Thành đi khám bệnh cho nó như thế nào cậu bác quý chị. Quay qua nhiều Thành em ơi. Nè lấy đồ vô nè. Nè đây. Em cứ lấy đồ vô trước đi nè Nhung ơi. Ờ. Nè. Rồi. Đây ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp sau ha.